Trong tập này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá sức mạnh viễn cổ thần kỳ ẩn giấu sâu xa phía sau âm nhạc. Năm 1950, nhà sinh vật học người Anh Julian Huxley đã đến bang Tamil Nadu của Ấn Độ để thăm tiến sĩ T.C. Singh, chủ nhiệm khoa thực vật học trường đại học Annamalai. Được biết, tiến sĩ Singh đang dùng kính hiển vi để quan sát sự lưu động của tế bào chất sống của thủy tảo. Ông Huxley liền nói rằng, có thể nhân dịp này để quan sát thực vật có chịu ảnh hưởng của âm thanh hay không. Trợ lý của ông Singh, cô Ponia, là người chơi đàn violin rất giỏi. Tiến sĩ Singh đã nhờ cô chơi đàn ở gần chỗ của thủy tảo. Kết quả cho thấy tốc độ lưu thông tế bào chất của thủy tảo đã tăng lên. Ông Singh nhớ ra ở miền Nam Ấn Độ có một ca khúc cầu nguyện. Giai điệu này sẽ khiến người nghe nảy sinh cảm xúc thành kính. Do vậy, ông đã nhờ cô Ponia chơi bản nhạc này cho cây mắc cỡ nghe. Hai tuần sau, ông phát hiện số lượng lỗ khí trên diện tích đơn nguyên của cây mắc cỡ đã tăng lên 66%, thành biểu bì cũng dày hơn và tế bào mô dậu cũng tăng thêm một nửa. Sau đó, ông lại mời giảng viên Gauri Kumari của Học viện Âm nhạc Annamalai chơi đàn cho cây hoa phụng tiên nghe. Mỗi ngày diễn tấu 25 phút đến tuần thứ 5, nhóm cây được nghe nhạc đã vượt lên rõ rệt so với nhóm cây không nghe nhạc. Kết quả thống kê cho thấy, lá cây bình quân mọc nhiều hơn 72%, chiều cao tăng hơn 20%. Sau đó, ông Singh còn làm nhiều thí nghiệm với nhiều loại thực vật khác nhau. Kết quả thí nghiệm đã được công bố trên tạp chí Học viện Nông nghiệp của bang Bihar. Ông Singh khẳng định chắc chắn rằng, âm nhạc hài hòa sẽ thúc đẩy cây cối sinh trưởng, phát triển, nở hoa, kết trái, kết hạt. Thí nghiệm đã có thành quả, ông Singh bèn thử tìm cách tăng sản lượng canh tác nông nghiệp. Từ năm 1960 đến năm 1963, ông đã làm thí nghiệm tại 7 ngôi làng ở vùng Pondicherry và bang Tamil Nadu. Âm nhạc phát ra từ loa phóng thanh khiến cho sản lượng thu hoạch cao hơn từ 25% đến 60% so với mức bình thường. Đến cuối thập niên 50, nhà thực vật học Joe Smith ở bang Illinois, Hoa Kỳ đã làm thí nghiệm với hạt ngô và đậu nành. Trong các nhà kính có sự tương đồng về các điều kiện như nhiệt độ, độ ẩm, lần lượt trồng các hạt giống cũng tương đồng, trong đó một bộ phận sẽ được nghe bài Rhapsody in Blue của nhà soạn nhạc người Mỹ George Gershwin. Phần hạt giống còn lại không được nghe nhạc. Cuối cùng phát hiện, nhóm cây con được nghe nhạc nảy mầm sớm hơn 2 tuần so với nhóm cây con không được nghe nhạc. Hơn nữa, nhóm được nghe nhạc có thân to khỏe hơn. Ông Swift vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, ông tiếp tục làm thí nghiệm với những cây ngô lai giống. Ông cho một nhóm cây nghe nhạc cổ điển, mở nhạc suốt từ lúc gieo hạt cho đến khi thu hoạch. Kết quả khiến ông kinh ngạc. Nhóm cây nghe nhạc có diện tích tương đồng với nhóm cây không nghe nhạc, nhưng khi thu hoạch nhiều hơn 700kg ngô. Ông còn ngạc nhiên phát hiện, nhóm cây ngô được nghe nhạc phát triển nhanh hơn, kích cỡ hạt ngô đều đặn, hơn nữa hạt chín sớm hơn. Trường Đại học Stanford ở Mỹ cũng từng làm thí nghiệm. Họ cho cây cối nghe đủ loại âm nhạc. Nhóm cây nghe nhạc cổ điển, sinh trưởng rất tươi tốt. Điều thần kỳ hơn là, cây cối sinh trưởng về hướng phát ra âm nhạc. Cây cối mọc nghiêng một góc 60 độ về hướng có âm nhạc. Hơn 10 năm trước, ở vùng Tuscany ở phía tây bắc nước Ý, có một vườn nho tên là Thiên đường Flacina. Chủ vườn là ông Thalo Signoji. Ông vốn là một luật sư, mới chuyển sang nghề trồng nho và không có kinh nghiệm. Là người yêu thích âm nhạc, ông phát hiện bản nhạc ông chơi bằng đàn phong cầm có thể khiến cây nho lớn nhanh hơn. Sau đó ông trường kỳ mở nhạc cổ điển ở trong khu vườn. Kết quả phát hiện, những cây nho được nghe nhạc, kết trái sung xuê, hạt to, ít bị sâu. Việc mở nhạc cho cây nho nghe, lúc đầu một số người dân bản địa nghĩ rằng đầu óc ông Signoji có vấn đề, nhưng ông vẫn kiên trì suốt 3 năm, mỗi ngày đều cho cây nho nghe nhạc cổ điển. 3 năm sau, vườn nho của ông đã kết trái. Quả nho vừa to vừa ngon, rượu lên men từ loại nho này có mùi vị ngon hơn so với rượu của các nhà sản xuất có kinh nghiệm nhất trong vùng. Lúc đó ông mới được mọi người công nhận. Nhạc cổ điển giúp ông Signoji trồng ra giống nho vừa to vừa ngon. Tin tức này được truyền đi rất nhanh.
Nghe được tin này, từ năm 2006, các nhà nghiên cứu của trường đại học Florence đã bắt đầu tiến hành khảo sát vườn nho rộng 24 mẫu Anh này để tìm hiểu về tác dụng của âm nhạc đối với sự sinh trưởng của cây cối. Giáo sư Mancuso của trường đại học này cho biết hiện tại chưa có kết luận, nhưng nhóm cây nho hoặc cây bonsai được nghe nhạc xác thực lớn nhanh hơn hẳn, còn nhóm cây không nghe nhạc lớn chậm hơn. Ngoài ra, nhóm cây nghe nhạc có độ che phủ lá lớn hơn hẳn so với nhóm cây không nghe nhạc. Khi tin tức về tác dụng thần kỳ của âm nhạc đối với cây cối lan rộng, chương trình MythBusters trên kênh Discovery Channel của Mỹ vào năm 2004 cũng là một cuộc thí nghiệm trong 2 tháng để xác thực tin đồn về việc nói chuyện với cây hoặc cho cây nghe nhạc có thể giúp ích cho sự sinh trưởng của cây. Họ đã dựng 7 nhà kính có điều kiện tương đồng để trồng đậu Hà Lan. Có nhóm cây được nghe nhạc, có nhóm cây được nghe người nói chuyện và có nhóm cây không được nghe gì cả. 2 tháng sau, họ phát hiện nhóm cây trong nhà kính có mở nhạc, phát triển tốt hơn hẳn so với nhóm cây ở các nhà kính khác. Cuối cùng, họ rút ra kết luận, trò chuyện với cây hoặc cho cây nghe nhạc giúp ích cho cây cối sinh trưởng là việc hoàn toàn có thể. Sau khi những kỳ tích này được công bố, những năm gần đây, trên thế giới đã dấy lên trào lưu mở nhạc cổ điển cho cây nghe. Rất nhiều nông trường sinh thái lần lượt ra đời, nhiều hộ trồng trọt cũng lần lượt làm theo và mở nhạc cổ điển cho cây nghe, đã thu được hiệu quả rõ rệt. Ví dụ, chợ nông sản trung tâm Toyoka ở tỉnh Hyogo, Nhật Bản đã mở nhạc Moza cho chuối nghe. Kết quả đã tạo ra giống chuối Moza có vị ngọt hơn và được công nhận rộng rãi. Nhiều người ăn thử đều nói, chuối Moza vừa ngọt vừa ngon, hơn nữa màu sắc rất đẹp. Ở Trung Quốc có một câu thành ngữ quen thuộc, đó là đàn gảy tai trâu. Biêu Dung thời Đông Hán thường dùng câu chuyện này để thuyết phục người khác. Trâu thực sự đối với âm nhạc tao nhã không hề có phản ứng gì hay sao? Ngay từ thời Chiến Quốc, Tuần Tử đã ghi chép trong Khuyến Học Thiên như sau: thở xưa, hồ ba gảy đàn bên sông, cá lặn dưới sông đều bơi ra để lắng nghe. Bá nha gảy đàn ngoài đồng, bầy ngựa đang ăn cỏ đều ngẩng đầu yên lặng nghe đàn. Điều này hoàn toàn không giống như Biêu Dung nói. Sự thật chứng minh, âm nhạc không chỉ có hiệu quả thần kỳ giúp cây cối sinh trưởng, mà nó cũng có hiệu quả tương tự đối với động vật. Hiện nay, khắp nơi trên thế giới đều lần lượt khởi xướng phong trào mở nhạc cổ điển cho gia súc và gia cầm như gà, bò, heo ở trang trại và nông trại nghe. Đây không phải là tin tức mới lạ gì nữa. Thí nghiệm cho thấy, mở nhạc cổ điển nhẹ nhàng du dương ở trang trại có thể kích thích bò sữa tiết ra nhiều sữa. Hơn nữa, sữa có chất lượng tốt hơn, mùi vị cũng ngon hơn. Còn có thể kích thích gà mái đẻ nhiều trứng, có thể khiến heo và bò khỏe mạnh hơn, chất lượng thịt tươi ngon hơn. Hơn nữa đã hình thành một chuỗi cung ứng mới. Hiện nay có nhiều nhà hàng và nông trường lần lượt cho ra mắt các thực phẩm sinh thái như thịt heo, thịt bò, trứng, lương thực, rau, trái cây được nghe nhạc cổ điển trong quá trình sinh trưởng. Giá thành tương đối cao, nhưng mùi vị và chất lượng tươi ngon hơn hẳn so với các thực phẩm cùng loại. Những sản phẩm này đã được người tiêu dùng kiểm nghiệm và công nhận. Năm 1993, tạp chí Nature nổi tiếng của Anh Quốc đã công bố một nghiên cứu quan trọng của nhà tâm lý học Francis Rauscher và các đồng nghiệp ở trường đại học California cho thấy nghe nhạc của các nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại như Mozart có thể tăng cường khả năng phân tích không gian ba chiều của sinh viên. Từ đó, trên toàn thế giới đã nổi lên trào lưu hiệu ứng Mozart, dẫn đến lượng tiêu thụ đĩa hát của các nhà soạn nhạc vĩ đại như Mozart tăng vọt trong một thời gian dài. Ví dụ, hiện nay trên thế giới đang lưu hành âm nhạc dưỡng thân và dưỡng thai. Hiện nay, rất nhiều bà mẹ trong giai đoạn thai kỳ đều tĩnh tâm thưởng thức nhạc cổ điển. Họ tin rằng như vậy đứa con sinh ra sẽ khỏe mạnh, thông minh, xinh đẹp, tính cách cũng tươi vui hơn. Trong văn hóa Trung Hoa cực kỳ coi trọng lễ nhạc giáo hóa. Lễ nhạc là một bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa Trung Hoa.
Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc làm loạn Hoa Hạ, mấy ngàn năm qua, bất kể triều đại luân chuyển, phong vân đột biến ra sao, vị thế của Lễ Nhạc cai trị thiên hạ chưa từng bị lung lay. Có thể thấy rõ sức mạnh giáo hóa nhân tâm của Lễ Nhạc và vị thế của nó trong lòng cổ nhân. Thưởng thức âm nhạc tao nhã có thể giúp nội tâm bình hòa, tâm hồn an định. Có thể đề cao khí chất của con người, khiến người đó trở nên thanh cao, có thể quy chính đạo đức, đoan chính phẩm cách của con người. Nhiều tờ báo đã đưa tin, tại Christchurch, thành phố lớn thứ ba của New Zealand, tại trung tâm thương mại thành phố và khu vực lân cận, vốn là nơi có mật độ tội phạm cao, khiến các chủ cửa hàng, người dân và cảnh sát địa phương hết sức đau đầu. Kể từ tháng 6 năm 2009, trung tâm thương mại bắt đầu mở những tác phẩm của các nhà soạn nhạc thế kỷ 18 như Mozart từ sáng đến tối, đã mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc trong việc giảm thiểu các vụ phạm tội và bạo lực. Theo thống kê, tháng 10 năm 2008, khu vực này có đến 77 vụ phạm tội trong một tuần. Cho đến tháng 10 năm 2010, đã giảm chỉ còn 2 vụ trong một tuần. Năm 2008, có 16 vụ án liên quan đến hút hít ma túy, say rượu gây rối. Năm 2010, không có vụ án nào phát sinh. Giám đốc Hội Thương nghiệp Trung tâm thành phố Christchurch, ông Lonsdale cho biết, người dân bây giờ có thể lưu lại ở khu vực này vì họ đã có cảm giác an toàn hơn. Cảnh sát cũng đồng ý rằng âm nhạc cổ điển đã cải biến môi trường ở trung tâm thương mại và khu vực lân cận vì có hiệu quả rõ rệt. Nên ngoài trung tâm thương mại này ra, hiện nay nhiều cửa hàng ở gần đó cũng mở nhạc cổ điển. Ngoài thành phố Christchurch, thành phố Auckland ở New Zealand cũng áp dụng cách làm này. Phương pháp chẩn đoán của Trung y có 4 loại là vọng, văn, vấn, thiết. Trong đó, văn xếp vị trí thứ hai, nghĩa là không cần gặp bệnh nhân, chỉ cần nghe người đó nói chuyện, phân biệt sự biến hóa của ngũ âm trong đó để phán đoán trạng thái vận hành tương ứng của lục phủ ngũ tạng, kinh lạc trong thân thể. Từ đó kết luận nguyên nhân của bệnh, đạt được hiệu quả chẩn bệnh như thần. Mấy ngàn năm trước, trong cuốn Hoàng đế Nội Kinh, một trong tứ đại kinh điển của Trung y Trung Quốc đã trình bày cơ sở lý luận của trị bệnh bằng âm nhạc. Trong Hoàng đế Nội Kinh có viết, ngũ tạng của nhân thể đối ứng với ngũ âm, lục phủ đối ứng với lục luật lại phân thành 6 âm luật và 6 dương luật, gọi chung là 12 luật lữ, lần lượt đối ứng với 12 tháng, 12 thời thần, 12 tiết, 24 tiết khí, 12 đường thủy kinh của trái đất và 12 kinh mạch của cơ thể người. Trong Hoàng đế Nội Kinh còn viết, ngũ âm đối ứng với ngũ tạng, ngũ hành và 5 loại cảm xúc của con người. Có thể dựa vào ngũ âm để chẩn đoán bệnh tình và có thể dùng ngũ âm phối thành âm nhạc hài hòa để điều chỉnh tương ứng sự cân bằng của lục phủ ngũ tạng trong thân thể, khai thông tuần hoàn kinh mạch của thân thể, từ đó khiến cho thân thể quay về với trạng thái hài hòa tự nhiên, đạt được mục đích trị bệnh và dưỡng sinh. Vậy nên danh y Chu Trấn Hanh, thời nhà Nguyên cũng từng nói, nhạc giả, diệp vi, dược giá. Không chỉ Trung y, mà liệu pháp âm nhạc rất phát triển ở phương Tây thời cận đại cũng đã phổ biến trên toàn thế giới. Tác phẩm đầu tiên giới thiệu về âm nhạc trị bệnh khá hệ thống của phương Tây thời cận đại là cuốn Y học âm nhạc của tác giả người Anh R. Brown. Ngoài ra, bác sĩ người Áo Peter Lichtenthal trong cuốn Y học âm nhạc đã giới thiệu chi tiết hơn về những thành quả nghiên cứu về phương diện này trong đầu thế kỷ 19. Vào giữa thế kỷ 19, liệu pháp âm nhạc từng là một trào lưu thịnh hành ở châu Âu, ứng dụng rộng rãi từ thời kỳ Thế chiến thứ hai. Ban đầu nó được dùng để trị liệu tâm thần cho người bị bệnh và bị thương. Sau đó nhờ có hiệu quả rõ rệt nên đã nhanh chóng truyền bá rộng rãi. Vào năm 1944 và năm 1946, tại trường Đại học bang Michigan và Đại học Kansas ở Mỹ đã lần lượt mở lớp học chuyên môn về liệu pháp âm nhạc để đào tạo các chuyên gia trị liệu bằng âm nhạc. Năm 1950, Mỹ là quốc gia đầu tiên thành lập Hiệp hội Liệu pháp âm nhạc, đánh dấu sự ra đời của ngành liệu pháp âm nhạc như là một môn khoa học mới. Cho đến nay, liệu pháp âm nhạc đã phổ biến trên toàn thế giới. Nhiều bệnh viện và trung tâm sức khỏe đều đang sử dụng liệu pháp này và thu được hiệu quả rõ rệt. Những sự việc thần kỳ này mặc dù khoa học hiện nay chưa thể giải thích rõ ràng, nhưng nhân loại đã một lần nữa từ trong âm nhạc mà phát hiện ra vết tích của các vị thần từ thời xa xưa. Điều này cho thấy âm nhạc thật sự hàm chứa sức mạnh thần kỳ mà con người chưa biết rõ, và cũng chứng minh những thần tích của âm nhạc thời xa xưa trong những ghi chép đã nêu ở trên là hoàn toàn đáng tin cậy. Mục đích ban đầu khi nhân loại nghiên cứu khoa học là để nhận thức thế giới này, khám phá chân lý. Cho nên nhà khoa học chân chính là người tôn trọng sự thật.
Thế nhưng cái gọi là khoa học mà bị chính trị lợi dụng đã hoàn toàn trở thành cây gậy đả kích những người bất đồng chính kiến. Mục đích của việc đả kích văn hóa truyền thống và bức hại các nhà khoa học chân chính là để kiến lập một bộ những cái gọi là chủ nghĩa không thể chứng thực và không thể được những người lý trí tiếp thụ. Bởi vì mục đích thực chất ở đằng sau nó là để duy hộ sự thống trị và những tham vọng cá nhân. Vậy nên, minh bạch được sự kỳ diệu của nhạc vũ, tôn trọng sự thật sẽ giúp chúng ta hiểu được chân tướng, phân biệt thật giả. Chúng ta hãy thưởng thức nhạc vũ thanh cao, giúp thân tâm khỏe mạnh. Mời các bạn đón xem tập 3, Thần Nhân Đồng Tại, hợp âm hoàn mỹ của Đông Tây Phương.